Vậy thì lớp 6 học IELTS thì có được không? Câu trả lời là có. Đơn giản là bởi vì lớp 6 khi mà các bạn đã có một cái nền tảng cứng và vững chắc rồi thì các bạn có thể tham gia vào quá trình học và luyện thi IELTS, nhưng sẽ tập trung vào những cái kỹ năng và thiên về cái cách làm bài nhiều hơn, về cái kỹ thuật làm bài, cái hướng giải đề, và cũng như là xây dựng cho các bạn thêm một cái lượng từ vựng nó đủ để có thể làm bài cho các bạn, cũng như là hướng dẫn cho các bạn trong cái cách là thành văn, thành câu như thế nào. Đồng thời thì trong quá trình đó có những bạn được phát triển gọi là sớm hơn những bạn còn lại, thì các bạn vẫn có thể viết được những câu văn, viết được những cái bài luận nó có đủ sức thuyết phục và đủ tính logic. Độ tuổi trung bình mà có thể phù hợp cho các bạn để mà học và luyện thi IELTS thường sẽ là lớp 9 hoặc lớp 10. Bởi vì khi này á, từ sau lớp 8 là các bạn đã học trong môn ngữ văn, các bạn đã có phần nghị luận xã hội rồi đúng không ạ? Thì trong cái phần nghị luận xã hội đó là các bạn đã nắm được cái cách mà các bạn nhìn nhận vấn đề nè, đưa ra một vấn đề các bạn sẽ biết là phân tích nó như thế nào, bao gồm nguyên nhân, diễn biến, kết quả nè, hướng xử lý ra sao, vân vân. Đồng thời á, thì môn địa lý các bạn cũng đã được học về cái hướng là đọc biểu đồ như thế nào, đọc giá trị, tỷ số, dạng các dạng biểu đồ khác nhau. Thì cái kiến thức đó khi mà các bạn áp dụng vào trong cái việc mà làm bài thi IELTS thì nó quá tuyệt vời đi, bởi vì các bạn có thể lấy được những cái bài điểm cao hơn ở cái độ tuổi nhỏ, không nhất thiết phải là sinh viên đại học năm nhất năm hai mới có thể thi IELTS. Bây giờ thì các bạn lớp 6, lớp 7 á, nếu như các bạn có các khoảng thời gian đầu tư, hoặc là các bạn lớp 8, lớp 9 là đã có thể lấy được IELTS 6.5, chạy trong vòng từ 6 cho đến 12 tháng. Các bạn không nghe nhầm đâu, khoảng tầm 1 năm thôi. Bởi vì ngày trước, khoảng tầm 3-4 năm về trước á, khi mà nghe nói về vấn đề là IELTS mà bạn nào đó hoặc một anh chị nào đó có IELTS khoảng tầm 6.0 á, thì chúng ta thường mường tượng là họ chắc phải học dữ lắm, phải học tầm 3-4 năm trở lên cơ. Nhưng đối với cái lộ trình tinh gọn thì thật ra trong việc học và luyện thi IELTS các bạn chỉ cần khoảng tầm từ 6 cho tới 12 tháng, tức là 1 năm đối với những bạn là mất gốc, nhưng các bạn đã có về đâu đó là về một số kiến thức xã hội và có cái cách, có cái hướng làm bài cũng như có sự quyết tâm, thì chắc chắn là trong khoảng tầm 1 năm độ lại các bạn có thể lấy được IELTS ở bài điểm là 6.0, thậm chí là 6.5, 7.0 trở lên. Nó không khó. Phụ huynh và các bạn học lớp 6 thì thường hay có câu hỏi là các bạn không biết là lớp 6 thì đã đủ khả năng để mà học và luyện thi IELTS hay chưa. Thì với lớp 6 có thể là các bạn đã được đầu tư một khoảng thời gian rất dài trong việc học và luyện thi IELTS, nhưng cái đó nó mới chỉ là một cái môi trường để mà cho các bạn tiếp cận với tiếng Anh là chủ yếu thôi. Nói về IELTS, nó sẽ thi về kiến thức xã hội rất nhiều. Kiến thức xã hội này nó sẽ bao gồm trong phần writing là phần viết và phần speaking là phần nói. Hai kỹ năng này sẽ là hai trong bốn kỹ năng chính trong cái kỳ thi này. Thành ra các khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn là một, cái hai là về cái kiến thức xã hội của các bạn khi các bạn áp dụng vào trong cái phần làm bài thi, nó cũng là một phần nó ảnh hưởng tới cái số điểm. Nếu như các bạn muốn đạt được điểm cao thì các bạn cần phải có một cái khoảng thời gian đầu tư, đâu đó nó cũng khoảng tầm là lớp 7, lớp 8 trở đi. Vậy thì vấn đề là nếu mà học IELTS, có một số bạn thì sẽ thắc mắc là về việc là học IELTS ở độ tuổi đó nó có quá sớm hay không. Nhưng có một số bạn thì lại hỏi là bây giờ thì học liệu có kịp hay không. Những bạn mà sinh viên mới ra trường hoặc là các bạn sắp chuẩn bị ra trường rồi, các bạn cần phải lo lắng hơn nhiều về những vấn đề khác nữa, ví dụ như là chuẩn bị tốt nghiệp nè, hoặc là chuẩn bị đi xin việc làm, không biết là có kịp cho việc học lấy IELTS hay không, hay là thôi khỏi học luôn đi. Anh cũng đã hỗ trợ cho rất là nhiều bạn, các bạn cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nhưng mà tuy nhiên là các bạn sợ trong cái việc học IELTS quá lâu và các bạn đâm ra có một tâm lý chán nản. Thì như anh nói ở khúc giữa của video đó là 6 cho tới 12 tháng là các bạn có thể lấy được IELTS 6.5. Và có hai câu mà anh rất là tâm đắc, đó là never is too late và now or never. Không bao giờ là quá trễ, nhưng các bạn phải bắt đầu ngay. Bắt đầu ngay bằng cách nào? Đầu tiên không phải là bắt đầu vào học ngay, mà là chúng ta sẽ bắt đầu trong cái việc là kiểm tra xem khả năng sử dụng ngôn ngữ của chúng ta như thế nào. Các em nhỏ thì kiểm tra xem là các bạn có đủ để mà có thể là có khả năng lấy được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, các bạn có phù hợp trong việc học hay chưa. Còn các bạn thì các bạn sẽ xem thử xem là kỹ năng của mình hiện tại bây giờ nó đang nằm ở mức nào để vạch ra một cái lộ trình cho nó phù hợp với lượng thời gian phù hợp nhất có thể. Bởi vì nếu như các bạn cần gấp thì các bạn cần phải rút ngắn lại cái khoảng thời gian hơn nữa. Còn nếu như mà các bạn vừa đủ thì các bạn nên bắt đầu đi học ngay. Đó là lý do tại sao mà trong cái việc học chúng ta không nên chần chừ. Tiếng Anh bây giờ gọi là global language, là một cái ngôn ngữ toàn cầu rồi, hầu hết tất cả các bạn, hầu hết tất cả các quốc gia đều sử dụng tiếng Anh. Vậy thì nếu chỉ biết tiếng Anh không, có thể chúng ta sẽ thua thiệt đúng không ạ? Nếu như các bạn học xong tiếng Anh, các bạn có thể luyện thêm một kỹ năng nào đó khác và luyện thêm hoặc là luyện thêm một ngôn ngữ nào khác, tiếng Nhật, tiếng Hàn chẳng hạn. Đừng tập trung quá nhiều thời gian chỉ với một ngôn ngữ. Các bạn nên bỏ ra khoảng tầm 1 năm, 1 năm rưỡi thôi
để lấy chứng chỉ IELTS 6.5. Nếu như các bạn đi sâu vào nghiên cứu ngôn ngữ, các bạn có thể học thêm. Hoặc nếu như các bạn chỉ sử dụng tiếng Anh trong việc giao tiếp và cho công việc hàng ngày á, các bạn dùng nhiêu đó là đủ rồi. Vậy là đủ cho cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn, và các bạn đủ để sử dụng cho công việc rồi. Các bạn đừng mất quá nhiều thời gian nữa và hãy bắt đầu đi kiểm tra trình độ đầu vào, kiểm tra khả năng ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ của mình hiện tại bây giờ ngay. Đối với việc mà sử dụng ngôn ngữ và kiểm tra trình độ đầu vào cũng như kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn có thể liên hệ tới website của Anh Ngữ Quốc tế Alex, hoặc là để lại tên và số điện thoại ngay dưới phần bình luận. Có một cái bước chuẩn bị tốt cho một năm mới. Chúc các bạn có những ngày cuối năm thật vui, đầm ấm bên gia đình và có một kế hoạch thật là tốt, thật là chi tiết và thật là thành công cho một năm mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.